dính tới cái cuộc sống. Ra đây thầy Ừ. múa cái bài của Ý này. Bài Ý xong thông tới bài của Hiền. Bài Ý là cái bàn nó xoay nè, nó đứng vậy nè, cũng đứng vậy nha. Cho cái bởi vậy nó phải từ từ không cho nó choáng nè, đưa tay này sao nè, quay đó, mới đầu quay cái vòng nhỏ rồi để xuống cái chân này đó, sát xuống cái đầu gối thẳng đó, từ từ, nếu mà quay nhanh là nó té. Quay ngược lại đó, cái số lần thường thường mấy người mà giỏi là tập 28 lần đó, ở bên 14 lần đó. Rồi, thấy không? Bắt đầu gần gần mấy xa sâu hơn, thấy không? Sâu hơn, để xuống. Đó. Rồi. Quay ngược lại. Thường thường quen ngửa ra sâu nhiều, mới đầu ngửa để xuống bên kia. Đó, in xuống. Đó là động tác. Mới từ ba quay đó. Đó. Thường thường cái tập này mỗi bên 14 lần. Trong cái bài đó, bài này gọi là thất tinh công, tức là động tác thứ hai là giơ đứng bằng hai tay vậy. Đó, giơ lên vậy. Hai tay chúc xuống đó, kéo sâu lên đó. Từ từ đó, độ dần sâu mạnh lên dần đó. Là mấy cái đốt thắt lưng nó sẽ giãn ra hết để của nữ mà đó nè, đó càng ngày càng mạnh dần đấy. Đó. Mình nương theo cái bên trong mình thấy nó dễ chịu, mình đừng để nó bị ngộp, nó té đó. 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 Hai động tác, động tác thứ ba là đứng dậy ha nè, thả lỏng xoay cái eo mình. 14 lần trước theo chiều kim đồng hồ. Đó, cứ vậy là 14 lần ngược lại. Đó là thật là thức thứ ba. Ngược lại. Đó, hiện khi trong công ty mà hơi mỏi đứng xoay xoay hồi là cái cột sống nó sảng khoái rồi. Thành ra nó mỏi cái lưng là do người nữ ngồi nhiều quá. Mà người nữ là cái huyết nó nằm khúc này, nó không có thông. Nó ngay tử cung rồi nó mới huyết rồi, nó tất cả máu huyết mình kinh nguyệt để nó nằm ở hạ bộ cả, thông là nó đó. Thứ ba rồi, thức thứ tư nó vậy nè, đứng vậy sao mình cái nhón lên này, cái tay co lên, co qua lại cái thả xuống này. Thả tay ra lúc vậy là hết cái bài rồi. Khi đứng nhón lên thì cái tay này co cốc giờ thì hai cái vai rút lại, nhón cao lên rồi thả xuống, cái tay bật lên vậy thôi. Nó đó, cái bài đó là nguyên cái bài là em tập cho nó khỏe cái lưng. Rồi rồi, còn bữa em có bài